Thưa các bạn, hôm nay đoàn giao lưu giữa nhà trai và nhà gái thì khác xóm nhưng mà lại cận kề, tức là bờ rào thôi. Nhà anh có dầu mồng tơi đấy các bạn. Và đoàn giao lưu của nhà trai xuống nhà gái là đi bộ. Bây giờ là đoàn nhà trai đang xuống giao lưu nhà gái nha các bạn nha. Và Lệ Thơ sẽ truyền tải những hình ảnh trực tiếp trong cái quãng đường từ nhà trai cách nhà gái khoảng 170m. Đấy, là đi bộ nha các bạn nhé. Tức là khác làng nhưng mà lại cùng liền kề thôi. Tức là biên giới giữa xóm Khụ và xóm Đăng Thiện. Đấy, các bạn đi trên cái quãng đường 150m đến 170m thôi. Đây là toàn hình ảnh từ đèn LED của các nam thanh nữ tú của xóm Khụ đang đi giao lưu là ở xóm Đăng Thiện nhé các bạn. Anh em follow nhiều vào nhá. Xóm Khụ nhá. Xóm Khụ nhà ranh giới thì cách có hơn 100m thôi các bạn. Có 50m thôi. Đấy, những hình ảnh trực tiếp là đang trên con đường là xóm Khụ nhá các bạn nhá. Đây, đây trường đoàn nhà trai này. Mặc dù là anh rất là thấp thôi nhưng mà mọi người vẫn có thể nhìn xuống nhá. Anh chưa vợ đâu. Anh biết đấy. Em còn son anh mà đá một con. Hẹn cùng bà bạn ơi. Anh em ơi. Anh ơi. Anh em là Khụ đâu rồi? Em xuống đây. Bác Sơn là Sơn Hồng Bình đâu nhỉ? Em là Khụ là cháu hộ. Thôi anh em là cháu đâu. Rồi em lên đây nhá. Lên đi, lên lên đi. Còn không này lên đi nhá. Trưởng đoàn đi trước đi. Anh em ơi. Đây anh em thanh niên của xóm Khụ cũng như là các bạn của chú rể là rất là nhiệt tình nhé các bạn nhá. Đấy, mặc dù là cái quãng đường là bằng đen lét thôi nhưng mà vẫn hoành tráng. Là đoàn giao lưu của bên nhà trai là xóm Khụ là đi men theo cửa mương nhá các bạn nhá. Ở dưới này là mương này các bạn này. Đấy, là cách chỉ có hơn 100m thôi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay là đoàn nhà trai là ở xóm Khụ là đi giao lưu xuống nhà gái là ở xóm Đăng Thiện. Ui Văn Bảo, Ui Văn Bảo. Đấy, rất là nhộn nhịp nha các bạn nha. Đi theo ánh đèn LED thôi nhưng mà tất cả mọi người là rất là nhiệt tình. Đấy, chú rể Văn Bảo là đi trước. Ông luôn luôn mạnh khỏe. Hôm nay đoàn nhà trai rất là đông vui nha các bạn nha. Bây giờ là xuống vào cổng gần đến rạp chính của nhà gái rồi. Đấy, hiện tại là chú rể Văn Bảo đi trước. Đấy, bên cạnh là trường đoàn. Rồi, khoác tay đi, khoác tay chú rể đi. Đấy là cô dâu nhá. Xin chào mừng các bạn toàn thể quý vị, anh chị chúng ta bước vào trong sân cầu chính. Một điều cùng mời thuốc, mời nước, mời trà trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay lời cho Việt Nam tổ chức hoàn trường dưới của họ nhà gái tôi xin chỉnh trọng và kính mời. Đây vào trong sân khấu chính của nhà gái rồi nhé các bạn nhé. Vì mai mới là ngày chính thức, Cấm Trương xin phép được thay lời cho biên ban tổ chức hôn trường cưới của họ đàn gái chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tình cảm rất là ngọt ngào của biên phái đoàn họ đàn trai đã bớt chút thời gian rất là quý báu và ngọc của quý vị và đã được bớt chút thời gian để quay về hôn trường cưới của họ nhà gái chúng tôi để chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cô dâu nhận lễ trong buổi tối ngày hôm nay. Và đến với họ nhà gái chúng tôi đã sẵn những ly trà thơm và những chén rượu nồng và đặc biệt là những hạt hướng dương tí tách và viên kẹo ngọt của tình yêu. Một lần nữa xin chỉnh trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và những lời ca tiếng hát của toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay sắp đến những niềm hạnh phúc, những lời tình yêu trong buổi tối ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin chỉnh trọng và kính mời một dòng hát đến từ nguyên phái đoàn họ đàn trai trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin mời.
xin được thay mặt cho bên gia đình, gia chủ và đại diện chúng tôi cho buổi tối hôm nay xin được hân hoan là những kính thưa từ quý vị anh chị các bạn cho buổi tối hôm nay. Và buổi tối hôm nay trước đầu tiên cũng là một người bạn của chú rể Văn Bảo cho buổi tối hôm nay xin được gửi tới toàn thể các cụ, các bà, toàn thể quý vị anh chị các bạn cho buổi tối hôm nay được sức khỏe, một lời chào an lành, hạnh phúc, hạnh phúc luôn luôn nữa nè. Anh chị bạn vũ tài phẩm và từ đây lời thương cho buổi tối nay ạ. Anh em ơi, anh em quý vị ơi, hay hay. Ôi người. Cho những người làm chương trình và đặc biệt hơn nữa xin gửi lời chúc, lời chào và lời chúc thân ái nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay đây, hai người hạnh phúc nhất cũng đã được đến trên sân khấu. Và đặc biệt hôm nay đây còn có tất cả các trẻ em phụ nữ của quê hương xóm Răng Thiền cũng như là chi đoàn xóm Răng Thiền. Và một lần nữa xin thay lời chào bên ban tổ chức của tôi xin trịnh trọng và kính mời một vị đại diện của bên phái chi đoàn thanh niên xóm Răng Thiền và chị em hội phụ nữ xóm Răng Thiền sẽ bước lên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trịnh trọng và kính mời. Sẽ đứng cạnh cô dâu phụ nữ mà đúng không ạ? Xin trịnh trọng và kính mời đại diện chi đoàn thanh niên xóm Răng Thiền cũng bước lên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, toàn thể anh chị và các bạn trong buổi tối nay không để thiếu những lời chào hỏi và những lời chào đón trong buổi tối nay. Và đặc biệt hơn nữa xin trịnh trọng và kính mời cô dâu chú rể cúi chào toàn thể quý vị có mặt trong hôm trường cưới ngày hôm nay. Xin mời. Và đây theo chương trình hôm nay xin trịnh trọng và kính mời chị phụ nữ của chúng ta sẽ có đôi lời trong buổi tối hôm nay. Xin trịnh trọng và kính mời ạ. Vâng, rất cảm ơn anh chị Phương đến đây. Hôm nay cũng là ngày hạnh phúc, ngày kết hôn của hai em.
diện cho chi hội phụ nữ có lời chúc đến hai em bắt đầu sang lòng hạnh phúc viên mãn về với buổi hội hôn chi hội phụ nữ thân thiện. Có một món quà nhỏ nhỏ gọi là tinh thần cao nhất để gửi tới hai em và chúc hai em được trăm năm hạnh phúc. Và tiếp theo chương trình xin chỉ chồng và kính mời đại diện của bên chị đoàn thanh niên cũng có đôi lời trong buổi tối nay, xin mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô chị, chú bác, các bạn trẻ năm mới thanh niên, kính thưa toàn thể hội ôn, được sự lời mời của hai đồng chí và gia đình, mời chi đoàn thanh niên về tham dự đêm giao lưu chúc mừng hạnh phúc cho hai đồng chí tối đêm nay. Tôi đại diện cho đoàn viên thanh niên của chi đoàn Đăng Thiện cũng gửi tới hai đồng chí lời chúc trăm năm hạnh phúc ạ. Vì tôi hồi hồi hôm nay chi đoàn cũng có món quà gửi tới hai đồng chí, chúc đồng chí trăm năm hạnh phúc ạ. Vâng, các gửi tiếng như chẳng phát tay quý vị ơi, xong tối nay. Vâng, và đặc biệt hơn nữa những món quà cũng đã trao và món quà cũng đã nhận. Xin chị chồng và kính mời cô dâu Hiền Châu Thảo Nhật Lệ sẽ có đôi lời cảm ơn trong cuộc tối nay. Xin chị chồng và kính mời ạ. Để hôm nay cũng là ngày vui của hai chúng con. Hôm nay là bên chi đoàn và bên phụ nữ cũng có món quà nhỏ nhỏ để đến hai chúng con, là chúng con cũng cảm ơn bên phụ nữ và là bên thanh niên ạ. Thân xin thay lời cho bên ban tổ chức xin kính chúc cho chi hội phụ nữ xóm Đăng Thiện luôn luôn phát triển, luôn luôn đi lên và chi đoàn luôn luôn vững mạnh. Vâng, một lần nữa xin chân thành và cảm ơn. Đó là chú rể Văn Bảo và cô dâu Nhật Lệ, hai người là cặp đôi trai tài gái sắc. Và ngày hôm nay trước sự hiện diện đông đủ của quý vị quan khách, khách quý, bạn bè và đồng nghiệp của cô dâu và chú rể cũng đã hội tụ đông đủ trở về đây để cùng tham gia chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau và nở một nụ cười thật tươi, cúi chào đáp lễ tới toàn thể tất cả quý vị đi ạ. Xin mời một tràng hỗ tay của quý vị đi ạ. Dạ vâng, quý vị thân mến, ở trong mọi khoảnh khắc của mọi thời đại, đi theo dòng chảy của thời gian thì tình yêu luôn luôn là một đề tài vô tận. Và tình yêu cũng là một món quà vô giá mà thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Để khi mà chúng ta được sinh ra và lớn lên ở trên trái đất này thì chúng ta đã có một nửa yêu thương để dành cho mình. Và một nửa yêu thương còn lại thì chúng ta sẽ cũng phải đi tìm, đúng không ạ? Và bằng một cách nào đó giữa thế giới 8 tỷ người này thì chú rể Văn Bảo và cô dâu Nhật Lệ, họ đã tìm được nhau và họ đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng tình yêu là một thứ có thật, còn hôn nhân chính là cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu đó. Và trải qua một quãng thời gian yêu đương tìm hiểu khá là kỹ lưỡng thì ngày hôm nay đây, tình yêu của hai bạn cũng đã chính thức đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền và đủ gạo, đủ đạo làm chồng, cũng đủ công làm vợ, đủ chữ nợ, lại đủ cả chữ duyên. Và hai bạn đã về thừa chuyện với hai bên gia đình
để mà sắm sửa sinh lễ chầu cầu theo đúng phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam, và được sự đồng ý của hai bên gia đình, sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, đặc biệt là được sự đồng tình chấp thuận của Văn Bảo và Nhật Lệ, thì hai bên gia đình cũng đã chính thức lựa chọn được ngày lành tháng tốt, đó chính là ngày 19 tháng 3 năm 2024 để tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi con trẻ. Và trong buổi tối ngày hôm nay là đêm giao lưu, đêm chuẩn bị hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay bây giờ thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một món quà của bên chi đoàn thanh niên xóm khu xã Văn Trơn chúng ta sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để dành tặng tới cho cô dâu và chú rể đi ạ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn trẻ, những thân nhân đến, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè của cô dâu Nhật Lệ cũng như bạn bè của chú rể Văn Bảo trong buổi tối hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho em được đại diện cho chi đoàn thanh niên khu được hiện diện tại hôn trực cưới hôm nay, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Có toàn thể quý vị, các bạn trẻ, những thân nhân đã có mặt đông đủ trong buổi tối hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Một tràng tay đồng nhân được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đồng chí Bảo là một đồng chí rất là ưu tú trong chi đoàn thanh niên khu, và ngày mai chính thức được thành duyên vợ chồng. Và trong buổi tối hạnh phúc hôm nay thì chi đoàn thanh niên khu có món quà nhỏ nhỏ xin gửi tới hai đồng chí, kính chúc cho hai đồng chí cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc cho toàn thể chi đoàn thanh niên khu thôn Bụ của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh và bền vững hơn ạ. Một tràng vỗ tay to lớn nữa ạ. Quý vị thân mến, và cho phép những người làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay xin được dành lại những nụ hôn ngọt ngào nhất vào buổi lễ thành hôn ngày mai, có được không ạ? Và ngay bây giờ xin mời một bạn trẻ nào sẽ cùng rót cho ban tổ chức chúng tôi hai ly rượu, có được không ạ? Và trong buổi tối ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng uống với nhau một chén rượu giao bôi, được không ạ? Và trước khi uống ly rượu giao bôi này thì xin mời chú rể sẽ có đôi lời cảm ơn, kính chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả quý vị, bạn bè, đồng nghiệp cũng đã hiện diện trở về nơi đây để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho bạn. Xin được trân trọng kính mời bạn. Lời nói đầu cho tôi xin cảm ơn chi đoàn thanh niên của xóm Cụ có tình cảm là đôi lời chúc phúc cho hai vợ chồng của buổi tối hôm nay, là rất cảm ơn tình cảm của tất cả đồng chí trong chi đoàn xóm Cụ của ngày hôm nay ạ. Là cũng mong chi đoàn mình xóm Cụ là phát triển. Cảm ơn tình cảm tất cả đồng chí thanh niên trong chi đoàn xóm Cụ ngày hôm nay ạ. Và xin được cảm ơn những lời phát biểu của bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ quý vị ở dưới chúng ta đã sẵn sàng với những ly đồ uống của mình chưa? Quý vị sẽ cùng nâng lên có được không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng lên trong giây phút có được không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta ở dưới chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng uống ly rượu với cô dâu chú rể, có được không ạ? Và ban tổ chức chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 sẽ bắt nhịp cho toàn thể quý vị ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? Cô dâu và chú rể sẵn sàng chưa? Ok. Nào quý vị ơi, 1, 2, 3, xin mời. Và xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cô dâu và chú rể thân mến, xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn sẽ cùng cầm ly rượu hạnh phúc của mình đi xuống từng bàn một
để cùng gửi lời cảm ơn, kính chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả quý vị đã hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và để cho hương vị của tình yêu thêm được đậm đà và đặc sắc hơn thì không thể thiếu đi những thanh âm tuyệt vời, những giai điệu thật là ngọt ngào. Và ngay bây giờ, không để cho toàn thể tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, cho phép tôi MC Thiên Long xin được long trọng để mà công bố chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt mừng hạnh phúc, mừng duyên mới cho chú rể Văn Bảo sánh duyên cùng cô dâu Nhật Lệ được diễn ra tại khán phòng tiệc cưới Tư Gia gia đình họ nhà trai trong buổi tối ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay nhá. Here is the DJ. Dạ vâng, quý vị thân mến, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời bạn bí thư chi đoàn thanh niên xóm khu của chúng ta sẽ cùng trở về khu vực sân khấu ngày hôm nay để cùng gửi đến toàn thể tất cả quý vị những ca khúc tuyệt vời nhất, và thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc gửi tới cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, những lời tốt đẹp thì em đã gửi tới toàn thể hồi hôn cũng như hôn trường. Em sau đây em gửi tới toàn thể quý vị các bạn trẻ một ca khúc mang tựa đề Tìm Em Có Câu Dân Ca. Thank you.
Here is the DJ. Xin được cảm ơn món quà âm nhạc của bạn Bí Thư Chi Đoàn rất là nhiều. Và quý vị thấy bạn hát có hay không ạ? Nếu hay thì mình nổ một tràng vỗ tay thật to thật lớn hơn nữa có được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chỉ bài nhớ thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu báo anh lên đôi cao na na vào xa xỉ trong đời vết thương sâu em vẫn là chiến sĩ cái chết cây gục đầu cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu những ngày trong chiến đấu anh với em không cần nhau. Quân tâm lập chiến dịch, bộ đội được chuẩn bị nhận được tiếng vào rằng đêm vui sang các anh đừng nhớ đêm không ngủ. Ông em cho theo đầu chỉ dài và nhớ ngày đêm trong cách chờ tình yêu bao anh đời cao là những đời đi cùng rằng dưới hầm sâu em vẫn là chiến sĩ. Cái chết cút đầu người xanh ta ngày đêm những bên chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu đêm dài dài chiến đấu anh với em sống không còn nhau. Một tràng vỗ tay to lớn đúng không ạ? Quân pháo đứng dài chiến dịch, bộ đội chuẩn bị chờ nghe tiếng pháo xa. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao băng cho anh sao bay vào đêm xa nhau lâu chỉ dài và nhớ thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu pháo hay đôi cao đã bắt đầu giản dị một dàn thứ hào sâu anh vẫn là chiến sĩ cái chiến cứ từ đầu.